Cô chào tất cả các em. Ở buổi học trước, cô đã hướng dẫn các em viết bài viết chuyên sâu hai khổ đầu của bài tràng giang. Trong buổi học ngày hôm nay, cô tiếp tục hướng dẫn các em viết bài viết chuyên sâu hai khổ cuối của bài thơ tràng giang của nhà thơ Huy Cận. Cô mời các em cùng theo dõi. Các em nghe cô đọc đề bài, cảm nhận đoạn thơ sau. Bèo dạt về đâu, hàng núi hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút, niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh, tiếp bại vàng, lớp lớp mây cao, đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn với con nước, không khỏi hoàng hôn, cũng nhớ nhà, đã trích được trích trong tác phẩm Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận, tác phẩm được in trong sách giáo khoa ngữ văn 11 tập 2. Một lớn, cô hướng dẫn kèm kỹ năng phân tích đề. Một nhỏ, cô hướng dẫn kem xác định thể loại của đề bài. Với đề bài hôm nay, kem lưu ý đề bài thuộc dạng đề cảm nhận một đoạn thơ. Hai nhỏ, cô hướng dẫn kem xác định những nội dung cơ bản của đề bài. Với đề bài này, kem cần tập trung cảm nhận nội dung của đoạn thơ. Sau đó, kem sẽ nhận xét nghệ thuật của đoạn thơ. Ba nhỏ, cô hướng dẫn kem xác định phạm vi dẫn chứng. Từ yêu cầu của đề bài, kem có thể dễ dàng nhận thấy phạm vi dẫn chứng của đề bài tập trung là đoạn thơ, chính là hai khổ cuối trong bài Tràng Giang của Huy Cận. Tiếp theo, cô hướng dẫn kem mục hai lớn. Hai lớn chúng ta sẽ lập dàn ý sơ lược cho đề bài. Một nhỏ, cô định hướng để hướng dẫn các em xác định những nội dung cơ bản của phần mở bài. Để mở bài hay, cô định hướng kem nên mở bài theo hướng gián tiếp. Và muốn mở bài gián tiếp ấn tượng, chúng ta có thể trích dẫn một ý kiến bàn về văn học. Sau đó, kem sẽ giới thiệu một số thông tin về tác giả Huy Cận và kem giới thiệu về bài thơ Tràng Giang. Nội dung cuối cùng ở phần mở bài, kem cần giới thiệu vị trí và nội dung của đoạn trích, đó là hai khổ thơ cuối trong bài Tràng Giang. Hai nhỏ, cô hướng dẫn kem xác định những luận điểm của phần thân bài. Với đề bài này, chúng ta thấy có hai luận điểm. Luận điểm số 1, kem sẽ cảm nhận nội dung của đoạn thơ theo bố cục. Trước hết, chúng ta cảm nhận đoạn thơ 4 câu đầu. Khi kem cảm nhận về 4 câu đầu, kem cần thể hiện những cảm xúc của mình về hình ảnh dòng sông Tràng Giang vắng vẻ. Sau đó, kem sẽ cảm nhận 4 câu cuối. Và khi kem cảm nhận về 4 câu cuối, kem cảm nhận hình ảnh dòng sông Tràng Giang trong buổi hoàng hôn và nỗi nhớ nhà của nhà thơ Huy Cận. Luận điểm 2 chính là nhận xét nghệ thuật của đoạn thơ. Khi kem nhận xét đặc điểm nghệ thuật của đoạn thơ, kem có thể nhận xét thể thơ, các phép tu từ, từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu của đoạn thơ. Trên đây là những luận điểm cơ bản của thân bài, kem lưu ý để chúng ta xác định được những luận điểm cơ bản đó. Ba nhỏ, cô giới thiệu với các em những nội dung cơ bản trong phần kết bài. Trong phần kết bài, trước hết kem cần khái quát lại nội dung của đoạn trích. Sau đó kem nêu giá trị của bài thơ Tràng Giang. Và để kết bài ấn tượng, kem có thể trích dẫn một ý kiến bàn về văn học. Các em thân mến, kỹ năng phân tích đề và kỹ năng lập dàn ý sơ lược là những kỹ năng rất quan trọng để kem viết một bài văn hay, viết một bài văn đúng. Và sau đây cô sẽ chia sẻ với các em một số lưu ý khi làm bài. Kem hãy chú ý để chúng ta vận dụng cho hiệu quả. Lưu ý thứ nhất đó là về thời gian. Kem cần chủ động về thời gian và phân phối thời gian hợp lý giữa các câu trong một đề. Lưu ý thứ hai đó là về kết cấu bài viết. Một bài viết hoàn chỉnh bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Khi kem đảm bảo được kết cấu của bài viết, kem sẽ đạt được điểm kết cấu trong đáp án. Và lưu ý thứ ba đó là kem phải xác định đúng yêu cầu của đề bài. Yêu cầu của đề bài cô minh họa hôm nay, chúng ta sẽ tập trung cảm nhận nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. Lưu ý thứ tư đó là lưu ý về chữ viết. Kem cần viết chữ đúng theo quy tắc chính tả hiện hành, viết rõ ràng sạch đẹp. Và lưu ý cuối cùng về diễn đạt. Để đạt được điểm sáng tạo cho bài viết, kem cần có lối diễn đạt chặt chẽ, mới mẻ. Quan trọng, kem phải sử dụng kiến thức lý luận văn học và thao tác so sánh văn học. Trên đây là những lưu ý cô chia sẻ và nhắc nhở với các em. Mong các em hãy thực hiện tốt. Bốn lớn, cô chia sẻ và giới thiệu với các em bài viết chuyên sâu để các em tham khảo. Cô mời các em cùng theo dõi. Trước hết, cô giới thiệu với các em và hướng dẫn các em viết mở bài theo hướng trực tiếp. Cô mời các em cùng theo dõi. Huy Cận, tên khai sinh là Cú Huy Cận. Ông sinh năm 1919. Mất năm 2005, quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh. Sau cách mạng tháng 8, ông liên tục tham gia chính quyền cách mạng và giữ nhiều trọng trách quan trọng khác nhau. Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào thơ mới. Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lý. Bài Tràng Giang là một trong những bài thơ hay nhất và tiêu biểu nhất của Huy Cận. Bài thơ được viết vào mùa thu năm 1939. Cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước. Bài thơ được in trong tập Lửa Thiêng năm 1940. Đoạn thơ thuộc hai khổ cuối của bài thơ. Đoạn thơ miêu tả hình ảnh dòng sông Tràng Giang vắng vẻ trong buổi hoàng hôn và nỗi nhớ nhà của nhà thơ Huy Cận. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bạn vàng. Lớp lớp mây cao đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn với con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Tiếp theo cô giới thiệu với các em mở bài thứ hai. Mở bài thứ hai là mở bài theo hướng gián tiếp. Cô mời các em cùng theo dõi lắng nghe. Nhà văn Tô Hoài đã từng viết: thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa từ từ ngữ, mỗi chữ phải là hạt ngọc buông xuống trang bản thảo. Hạt ngọc mới nhảy của mình tìm được do phong cách riêng của mình mà có. Ý kiến của Tô Hoài bàn về phong cách riêng của tác giả. Thật vậy, Huy Cận là một nhà thơ đã tạo được phong cách riêng cho mình khi mỗi chữ của ông dùng buông xuống trang bản thảo Tràng Giang. Đoạn thơ thuộc hai khổ cuối của bài thơ Tràng Giang, đoạn thơ miêu tả hình ảnh dòng sông mênh mang vắng vẻ và tâm trạng nhớ nhà của nhà thơ khi bóng chiều buông. Trên đây cô chia sẻ và hướng dẫn các em viết hai mở bài. Mở bài thứ nhất theo hướng trực tiếp, mở bài thứ hai theo hướng gián tiếp. Các em hãy linh hoạt để vận dụng cho hiệu quả. Sau khi hướng dẫn các em mở bài, cô sẽ chia sẻ với các em và hướng dẫn các em viết nội dung chuyên sâu của phần thân bài. Trước hết, cô giới thiệu với các em một số nội dung ở luận điểm số 1. Trước khi cảm nhận nội dung của đoạn thơ theo bố cục, cô gợi ý để giúp các em giới thiệu lại một số thông tin về nhà thơ Huy Cận và bài thơ Tràng Giang của ông. Nội dung này chỉ dành cho những học sinh mở bài theo hướng gián tiếp, bởi vì trong mở bài theo hướng gián tiếp, chúng ta mới chỉ giới thiệu khái quát về nhà thơ Huy Cận và bài thơ Tràng Giang. Các em hãy lưu ý để chúng ta vận dụng. Huy Cận, tên khai sinh là Cố Huy Cận. Ông sinh năm 1919, mất năm 2005, quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh. Sau cách mạng tháng 8, ông liên tục tham gia chính quyền cách mạng và giữ nhiều trọng trách quan trọng khác nhau. Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào thơ mới. Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lý. Bài thơ Tràng Giang là một trong những bài thơ hay nhất và tiêu biểu nhất của Huy Cận. Bài thơ được viết vào mùa thu năm 1939. Cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước. Bài thơ được in trong tập Lửa Thiêng năm 1940. Như vậy, các em dễ dàng nhận thấy đây là những nội dung cơ bản, những nội dung liên quan đến tác giả và tác phẩm. Sau đây cô hướng dẫn các em và chia sẻ với các em nội dung chuyên sâu của phần cảm nhận đoạn thơ. Mở đầu đoạn trích, nhà thơ tập trung miêu tả khung cảnh dòng sông vắng vẻ. Bởi dòng sông ấy, không có một cây cầu, không có một con đò để nối hai bờ vui. Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, mênh mông không một, chuyến đò ngang, không cầu gợi chút, niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh, tiếp bạn vàng. Hiện lên trong câu thơ của Huy Cận, không chỉ có một hay hai cánh bèo, mà là rất nhiều cánh bèo, hàng nối hàng. Nhưng những cánh bèo nối nhau đó không biết trôi về đâu. Hình ảnh cánh bèo trôi nổi vô định trên dòng Tràng Giang trong thơ Huy Cận gợi cho người đọc liên tưởng đến hình ảnh những bông hoa bé nhỏ trôi nổi về phương trời vô định trong thơ của Nguyễn Du. Buồn trong con nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Hình ảnh những cánh bèo hàng nối hàng gợi những cảm xúc xa xôi trong lòng Huy Cận. Nhà thơ sống trong cảnh mất nước, cảnh nô lệ nên đã cảm nhận được cả thế hệ thanh niên lúc đó cũng như đang vật vờ, lênh đênh trôi dạt, bị cuộc đời cuốn đi không biết đi về đâu. Trước mắt tác giả vẫn là cảnh dòng sông quạnh quẽ, không một chuyến đò, không một cây cầu để nối bờ vui. Mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật. Tác giả sử dụng cấu trúc phủ định không, không để khẳng định hoàn toàn sự vắng vẻ đến quạnh quẽ. Trước mắt nhà thơ, giờ đây chỉ là một khoảng không gian mênh mông. Mênh mông vì không có một cây cầu, không có một con đò ngang. Cây cầu hay chuyến đò ngang
chính là hai hình ảnh thiên nhiên mới lạ xuất hiện trong tràng giang của Huy Cận. Hai hình ảnh đó thể hiện một cảm xúc mới mẻ của nhà thơ, đó chính là sự khát khao giao cảm với cuộc đời. Nhưng tất cả chỉ là niềm khát khao, bởi trước mắt nhà thơ là cái vắng lặng đến rợn ngợp của cảnh bờ bãi tràng giang, lặng lẽ bờ xanh tiếp bạn vàng. Những tính từ chỉ màu sắc xanh vàng gợi tả hình ảnh thiên nhiên đẹp, rực rỡ nhưng đượm buồn bởi sự vắng vẻ của bờ bãi tràng giang. Không gian tràng giang vắng vẻ quạnh quẽ bởi tâm thế buồn bã cô đơn của Huy Cận. Với Nguyễn Tuân, với một con người đang hăm hở hòa mình vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nên trong con mắt ông, hình ảnh bờ bãi sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà thật đẹp, thơ mộng, trữ tình, tràn đầy nhựa sống. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Ấn tượng của người đọc về khổ thơ trên chính là cảm giác cô đơn của nhà thơ trước bến bờ sông Tràng Giang im lìm, trải dài như tới vô tận, không có hình bóng con người, không có dấu vết và hơi ấm của con người. Kết thúc bài thơ là một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và kỳ vĩ, đó là cảnh hoàng hôn trên sông và nỗi nhớ nhà của tác giả. Lớp lớp mây cao, đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn với con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Hiện lên trước mắt người đọc là cảnh một buổi chiều hoàng hôn trên sông nước Tràng Giang, được vẽ với những nét chấm phá rất cổ điển, đó là những hình ảnh đám mây, cánh chim. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong buổi hoàng hôn, đó chính là hình ảnh lớp lớp mây cao. Từ lấy lớp lớp chỉ số nhiều đã khiến người đọc tưởng tượng ra hình ảnh một ngọn núi mây khổng lồ màu bạc như một ngọn núi bạc. Huy Cận đã vận dụng rất tài tình động từ đùn, khiến mây như chuyển động, có nội lực từ bên trong, từng lớp mây cứ đùn mãi ra. Từ đùn trong thơ Huy Cận được khơi nguồn cảm hứng từ một từ thơ đường cổ của nhà thơ Đỗ Phủ trong bài thơ Cảm xúc mùa thu, mặt đất mây đùn cửa ải xa. Nhưng hình ảnh mây đùn cửa ải xa trong thơ Đỗ Phủ lại mang vẻ dữ dội của thiên nhiên Trung Quốc thời kỳ loạn lạc. Còn hình ảnh mây đùn núi bạc trong Tràng Giang của Huy Cận lột tả được vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên Việt Nam vào buổi trời chiều. Tạo nên vẻ đẹp cổ điển của bài thơ không chỉ có hình ảnh đám mây mà còn có hình ảnh cánh chim nhỏ đang trao luyện giữa bầu trời rộng lớn. Huy Cận đã sử dụng mô típ lấy cánh chim để gợi buổi trời chiều trong thơ xưa để miêu tả hình ảnh hoàng hôn trên sông. Vẻ đẹp cổ điển ấy được kết hợp với dấu hai chấm rất hiện đại trong câu thơ đã tạo một câu thơ rất hay. Dấu hai chấm này gợi mối quan hệ giữa cánh chim và bóng chiều. Khi cánh chim nghiêng cánh cũng là lúc kéo bóng chiều cùng sa xuống trên mặt Tràng Giang. Hay chính bóng chiều xa đè nặng lên cánh chim nhỏ, làm cánh chim nhỏ nghiêng đi trên dòng sông. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã viết, một câu thơ hay là một câu thơ có sức gợi. Câu thơ, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, không chỉ gợi không gian rộng lớn của bầu trời, mà còn gợi được cả thời gian, tựa như câu thơ của Hồ Chí Minh, chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ. Vẻ đẹp cổ điển của đoạn thơ không chỉ thể hiện qua những hình ảnh, những mô típ quen thuộc, mà còn thể hiện ở kết cấu của khổ thơ tựa như một bài thơ tứ tuyệt. Nếu hai câu thơ đầu tác giả tả cảnh thiên nhiên, thì hai câu cuối tác giả tả tình, đó là tác giả tả nỗi nhớ nhà da diết của mình. Lòng quê rợn rợn với con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Từ lái rợn rợn diễn tả chuyển động uốn lên uốn xuống, nhẹ nhàng không dứt của mặt nước. Hình ảnh rợn rợn với con nước vừa diễn tả những con sóng lan ra, vừa gợi nỗi buồn miên man, nỗi nhớ da diết của thi nhân. Đó là nỗi nhớ của người xa quê chạnh lòng nhớ quê hương xứ sở, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Câu thơ được tác giả mượn từ một ý thơ đường trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu. Nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sự nhân sầu. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng, cho buồn lòng ai. Giáo sư Trần Đình Sự đã viết, xưa Thôi Hiệu tìm giấc mơ tiên chỉ thấy hư vô, lòng khát khao một cõi quê hương thực tại. Nay Huy Cận một mình đối diện với khung cảnh vô tình, dợt lên nỗi khát khao quê nhà ấm áp. Một đằng là ý thức về thực tại, một đằng là ý thức về tình người. Thôi Hiệu, nhà thơ đời đường khi xa quê, đứng trên lầu Hoàng Hạc nhìn sương khói trên dòng Trường Giang, ngỡ như khói lam chiều, và nhà thơ dấy lên nỗi nhớ nhà. Nỗi nhớ nhà của Thôi Hiệu có sự tác động của ngoại cảnh đến tâm cảnh. Huy Cận không cần yếu tố ngoại cảnh, không khói hoàng hôn, gợi về một bếp lửa có người thân đang quây quần, cũng nhớ nhà tha thiết. Có nghĩa là nỗi nhớ quê hương của Huy Cận còn mãnh liệt và sâu sắc, cao độ hơn
thành một tình cảm thường trực. Đây là tâm trạng rất hiện thực và điển hình của những người dân yêu nước sống trong cảnh nước mắt khi đứng trên quê hương mình mà vẫn nhớ quê hương mình. Đó chính là tình yêu nước kín đáo mà sâu sắc của nhà thơ Huy Cận. Các em thân mến, cô đã chia sẻ với các em nội dung chuyên sâu ở luận điểm 1, luận điểm cảm nhận nội dung của đoạn thơ. Sau đây cô sẽ chia sẻ với các em nội dung chuyên sâu của luận điểm 2, luận điểm nhận xét nghệ thuật của đoạn thơ. Cô mời các em cùng theo dõi. Phạm Văn Đồng đã từng chia sẻ, thơ là cái nhụy của cuộc sống, nên nhà thơ phải đi hút cho được cái nhụy ấy và phấn đấu làm sao cho cuộc đời của mình có nhụy. Bằng những yếu tố nghệ thuật đặc sắc, Huy Cận đã làm cho cuộc đời của mình có nhụy, đó là cái nhụy tràng giang. Huy Cận khai thác thể thơ bảy chữ, điều đó tạo nên sự hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong thơ ông. Không chỉ vậy, nhà thơ còn sử dụng hiệu quả nhiều thi liệu, mô típ trong thơ cổ. Đó là hình ảnh con sóng, đám mây, cánh chim gợi buổi chiều. Và tác giả còn sử dụng rất nhiều từ láy, như từ lớp lớp, rợn rợn. Huy Cận đã tạo được cái mới trong thơ mới khi ông sử dụng cấu trúc phủ định để khẳng định, không đò, không cầu. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng dấu câu rất độc đáo, đó là dấu hai chấm ở giữa dòng thơ. Đóng góp ý nghĩa của Huy Cận trong đoạn thơ, đó là việc nhà thơ khai thác sử dụng hiệu quả các phép tu từ, đó là phép đối lập, phép liệt kê để miêu tả bức tranh thiên nhiên tràng giang, mênh mang, đượm buồn. Có thể nói, hai khổ thơ cuối thể hiện rất rõ vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại trong thơ Huy Cận. Nội dung cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay, cô chia sẻ và hướng dẫn các em viết kết bài chuyên sâu. Các em hãy theo dõi. Đoạn trích trên miêu tả hình ảnh dòng sông nước tràng giang, mênh mang, vắng vẻ. Đoạn thơ thể hiện rõ nỗi nhớ nhà của nhà thơ Huy Cận khi nhìn bóng chiều xa trên sông. Đoạn thơ là một trong những đoạn thơ tiêu biểu của bài thơ Tràng Giang. Bài thơ Tràng Giang là bài thơ khẳng định tên tuổi của Huy Cận trong phong trào thơ mới. Bài thơ như một bức thông điệp ý nghĩa về tình yêu nước kín đáo mà sâu sắc của Huy Cận gửi gắm đến cho người đọc. Và trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những giây phút nhớ nhà như Huy Cận. Đúng như nhà văn Maxim Gorky đã từng nói, thơ chính là tâm hồn. Bài thơ Tràng Giang chính là một phần tâm hồn của chúng ta. Các em thân mến, buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Cô tạm biệt các em, chúc các em vận dụng tốt. Hẹn gặp các em ở buổi học sau.